Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 330, Vĩnh Hằng Vương tọa 2. Nghĩ đến đây, Đao Ngữ Vô Sinh cũng không biết Thạch Phong rốt cuộc là ai, không ngờ có thể biết nhiều như vậy. Có phải cảm thấy kỳ quái vì sao ta lại biết nhiều như vậy không? Thạch Phong tất nhiên nhìn ra nghi vấn của Đao Ngữ Vô Sinh. Ừm. Đao Ngữ Vô Sinh gật đầu, không giấu giếm suy nghĩ trong lòng. Bởi vì ta là người trùng sinh, từ 10 năm sau quay về nơi này, cho nên những nhiệm vụ này ta đều biết cả thạch phong ăn ngay nói thật dạ phong huynh đúng là biết nói đùa đao ngữ vô sinh cười to nói những nhiệm vụ này ta sẽ làm xong rất nhanh sau khi trở thành quý tộc ta lập tức liên hệ với dạ phong huynh đao ngữ vô sinh rất hiểu mỗi người đều có bí mật của mình loại nhiệm vụ uy tín này tuyệt đối là cơ mật của một công hội nguyện ý nói ra đã là vô cùng tín nhiệm hắn rồi nếu hắn còn tra hỏi tới cùng vậy thì quá không thích thời ta là nói thật đó thạch phong cười khổ nói ừm ta biết đao ngữ vô sinh cười cười gật đầu hoàn toàn là vẻ mặt ta biết mà thạch phong không có gì để nói tuy thạch phong sớm đã quen với loại chuyện này rồi có điều mỗi lần nhìn thấy đều vẫn rất bất đắc dĩ sao nói thật lại không ai tin sau đó đao ngữ vô sinh và thạch phong kết bạn đi làm nhiệm vụ mà Thạch Phong thông qua đao ngữ vô sinh biết được tình huống của Tinh Nguyệt Thành, lập tức bắt một chiếc xe ngựa chạy tới Chiến Thần Điện, tiếp theo làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp truyền thuyết của hắn. Chiến Thần Điện của Tinh Nguyệt Thành nằm cạnh Hoàng Cung, giống như một tòa kim tự tháp nguy nga đồ sộ, trên đỉnh tháp có một mặt trời to bằng căn phòng tỏa ra ánh sáng thần thánh, bất kể là ban ngày hay là đêm tối, đều chiếu rọi toàn bộ Chiến Thần Điện, chỉ là nhìn thấy thôi cũng khiến người ta không khỏi bái phục rồi. Là tổng bộ của Chiến Thần Điện, Ngoài đại điện tùy ý có thể thấy được NTC nghề nghiệp bậc 3, thủ vệ sâm nghiêm tới cho dù là ám ảnh thánh giả chuyên nghiệp bậc 5 cũng đừng hòng lẻn vào. Tuy Thạch Phong không phải là lần đầu tiên tới tòa thần điện này, nhưng đây vẫn là lần đầu hắn tới tầng thứ 9 của chiến thần điện. Vĩnh Hằng Vương tọa. Chỉ là vinh diệu kỵ sĩ dẫn Thạch Phong vào cũng là nghề nghiệp bậc 4, NTC như vậy ở thành thị khác đều là bá chủ, khiến người ta run rẩy, nhưng ở đây cũng chỉ là một người dẫn đường vào trong vĩnh hằng vương tọa, chỉ thấy một vương tọa màu tím và chính vương tọa màu vàng bồng bềnh ở trung tâm, giống như mặt trời, mà ở bên cạnh cũng có 50 vương tọa màu bạc quay chung quanh, trừ vương tọa màu tím không có người ngồi ra, trên mỗi vương tọa khác đều có một người ngồi, hơn nữa đều là cường giả đỉnh phong trong thần vực. Dậm một cước cũng khiến toàn bộ thần vực phải chấn động, có điều trong những người này chỉ có một vị là thực thể, còn lại đều là ảo ảnh. Những cường giả đỉnh phong này chỉ là ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn Thạch Phong, Thạch Phong cũng có một loại cảm giác mạng không còn là của mình sụp lên trong lòng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân đều vô cùng nặng nề. Đây là uy áp và khí thế của cường giả đỉnh phong, căn bản không phải là nghề nghiệp bậc bốn có thể so sánh. Thật không hổ là một trong những thế lực mạnh nhất của thần vực, không ngờ có nhiều cường giả đỉnh phong như vậy. Trong lòng Thạch Phong rất cảm khái, tuy chơi thần vực 10 năm, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nội tình của chiến thần điện người trẻ tuổi thú vị, có điều ta không tin tiểu gia hỏa này có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. đây chính là chuyện liên quan tới vận mệnh của cả đại lục. một khi đã như vậy, chúng ta cứ thử tiểu gia hỏa này một lần đi. nếu hắn vượt qua, ta nghĩ sẽ không ai còn có ý kiến gì nữa. khảo nghiệm à? nô gia ta rất thích, làm cứ làm thế đi. nếu vượt qua, ta bỏ phiếu tán thành. nếu không vượt qua, người đã chết rồi, cũng không cần trừng phạt gì nữa không biết dùng cái gì để khảo nghiệm. Cái này còn cần phải hỏi à, đương nhiên là mở ra thập nhị thí luyện rồi. Ha ha ha, thập nhị thí luyện, lúc trước ta cũng chỉ nghe qua, đã trở thành truyền thuyết, lần trước mở ra còn là 900 năm trước, không ngờ kiếp này ta lại may mắn được nhìn thấy, đúng là nhờ có tiểu gia hỏa này, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được mấy lượt, cho lão gia hỏa ta được mở rộng tầm mắt một lần. Người ngồi trên vương tọa màu bạc ngươi một lời ta một câu, rất thoải mái quyết định xử lý thạch phong thế nào mẹ kiếp người chơi rốt cuộc có nhân quyền không thạch phong đứng ở cửa lớn màu vàng cách đó không xa nói thầm có điều thạch phong cũng không có lựa chọn trước mắt npc đều là cường giả đỉnh phong của thần vực thạch phong ở trong mắt bọn họ chỉ là một con kiến nguyện ý nhìn thêm mấy lần đã là tốt lắm rồi càng đừng nói là đàm luận lúc này một vị thanh niên áo trắng trên vương tọa màu bạc thuấn di xuất hiện ở trước mặt thạch phong Tuy chỉ là đứng ở trước người Thạch Phong, không có bất kỳ địch ý gì, nhưng áp lực này vẫn cường liệt hơn cả khi nhìn so với chấp chính quan uy xem của Bạch Hà Thành. Vị thanh niên áo trắng này chính là Rút mà Thạch Phong muốn tìm, tinh nguyệt điện chủ của chiến thần điện. Người trẻ tuổi, chúng ta đều biết vì sao ngươi lại tới đây, tuy phong ấn của vô tận thâm viên bị giải trừ, có điều đây cũng là chuyện sớm hay muộn, dẫu sao không có phong ấn vĩnh viễn, bất kỳ sự vật gì đều là bất lực ở trước mặt thời gian, có thể trấn áp vô tận thâm viên mấy trăm năm đã là tốt lắm rồi. Sau đây không lâu, chúng ta sẽ liên thủ trấn áp vô tận thâm viên, phòng ngừa sự việc mở rộng. Có điều trước khi chúng ta đi trấn áp, cần lựa chọn một người đi thu thập vật phong ấn, người này phải là thiên quyến giả, mà ngươi vừa hay chính là người đó, cho nên chúng ta quyết định để ngươi đi, có điều chúng ta trước tiên phải xem thử tiềm lực của ngươi đã, nếu không được, chúng ta cũng chỉ có thể khác tìm nhân tuyển khác. Thiên quyến giả trong miệng NTC đều là chỉ người chơi, trong thiết lập của NTC, thiên quyến giả có thể nói là tồn tại bất tử, bởi vì cho dù chết cũng có thể phục sinh, là nhân tuyển thích hợp nhất để thu thập vật phong ấn. Khảo nghiệm của ngươi chính là thập nhị thí luyện mà chiến thần điện thiết lập từ xưa đến nay, chỉ cần ngươi có thể vượt qua 6 lượt thí luyện thì chính là đủ tư cách, đương nhiên cũng sẽ không để ngươi thí luyện không công, chỉ cần ngươi thông qua vòng thí luyện thứ nhất sẽ có thể được thưởng 100 điểm công tích chiến thần điện sau này cứ thông qua một vòng sẽ được thưởng nhiều công tích hơn, những công tích này có thể giúp ngươi đổi bảo vật ở kho bảo vật của chiến thần điện. Kho bảo vật của chiến thần điện chúng ta có thể nói là nơi có nhiều bảo vật nhất trong toàn bộ thần vực, vật phẩm cấp bí ngân bình thường cũng là 200 điểm công tích, vật phẩm cấp tinh kim 500 điểm công tích, vật phẩm cấp ám kim 1.500 điểm công tích, vật phẩm cấp sử thi 4.000 điểm công tích, tàn phiến vật phẩm truyền thuyết 15.000 điểm tích. Về phần vật phẩm cấp truyền thuyết thì là 60.000 điểm công tích. Nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, ngay cả thánh vật cũng có thể đổi, có điều phải 20 vạn điểm công tích mới đủ. Uka rút mặt mày tươi cười giải thích, trong lòng Thạch Phong lại kích động không thôi. Không thể không nói nhiệm vụ chủ tuyến cấp truyền thuyết đúng là lợi hại. Phẩm chất cao nhất mà Thạch Phong từng thấy chỉ là cấp truyền thuyết, thánh vật cũng chỉ là nghe nói tới, chưa từng được chính mắt thấy, hiện tại có cơ hội nhìn thấy thánh vật, coi như là thu hoạch không nhỏ. Bởi vì Thạch Phong cũng tự hiểu lấy mình, ngay cả vật phẩm truyền thuyết đối với hắn mà nói cũng là hy vọng xa vời, huống chi là thánh vật, Thạch Phong căn bản không dám nghĩ có thể thấy một lần là thỏa mãn rồi. Ngay khi Thạch Phong đang miên mang bất định với bộ dạng của thánh vật. Trong miệng Uka Rút cũng đọc ra chú ngữ, ngón tay vẽ thần văn thâm ảo phức tạp. Chỉ thấy niệm xong Uka Rút niệm xong, một cánh cửa lớn màu vàng bắn ra, trên cửa lớn lấp lánh quang hoa màu vàng khắc 12 bức tranh vẽ, mỗi một bức tranh đều kể ra một hồi chiến đấu tàn khốc. Khi cửa lớn ầm ầm mở ra, bên trong cửa lớn cũng tỏa ra khí tức cuồng bạo mà vô cùng cổ xưa, giống như bên trong là một con mảnh thú hồng hoang. Người trẻ tuổi, bên trong chính là thập nhị thí luyện, vào đi thôi. Uka rút chỉ vào cửa lớn màu vàng, chậm rãi nói. Thạch Phong gật đầu, từng bước đi vào sâu trong cửa lớn, biến mất khỏi vĩnh hằng vương tọa. Ha ha ha, tiểu gia hỏa này đúng là anh dũng, đó chính là thập nhị thí luyện tàn khốc nhất của chiến thần điện có điều Uka rút ngươi đúng là người xấu, không ngờ lại dụ hoặc tiểu gia hỏa đáng thương đó như vậy, chỉ là nói ra phần thưởng rất dày, lại không nói tới trừng phạt sau khi tử vong. Công tích của thánh vật, lão đầu tử ta tích tụ cả đời cũng không đủ, đúng là dám nói, muốn lấy được thánh vật ít nhất cũng phải thông qua vòng thí luyện thứ 11, có điều từ khi chiến thần điện thành lập, từ cổ chí kim cũng chỉ là một người vượt qua được vòng thứ 11, người đó chính là thần linh vĩ đại cứu vớt toàn bộ đại lục Nô Gia cũng đã xem qua không ít sách cổ về thập nhị thí luyện, căn cứ vào tin tức trong sách cổ, người tham gia thí luyện đại bộ phận đều chỉ vượt qua được 3-4 vòng, có thể vượt qua vòng thí luyện thứ sáu cũng là vô cùng hiếm có, yêu cầu này của Uca rút ngươi đúng là không phải cao bình thường. Gom đủ thất chí bảo vốn chính là chuyện trọng đại, không đủ thực lực thì sao có thể làm được, Vả lại chúng ta cũng không có dư lực lớn như vậy, lãng phí lực lượng ở trên người một con kiến nhỏ yếu. Khi các vị trong vương tọa màu bạc đang nghị luận, chính người ngồi trên vương tọa màu vàng một mực không phát biểu bất kỳ ý kiến gì cuối cùng cũng có người lên tiếng. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, đúng như Uka Rút nói, các lão quái vật bên trong vô tận thâm nguyên đều đang rụt rịch, cũng không thể lãng phí lực lượng của chư vị ở trên người một nhược giả, nếu hắn có thể vượt qua vòng thí luyện thứ sáu, ta sẽ giúp hắn. Vâng, cẩn tuân phân phó của đại nhân. Chư vị ngồi trên vương tọa màu bạc nghe thấy vị đại nhân ngồi trên vương tọa màu vàng này lên tiếng, lập tức không khỏi kinh ngạc. Không ngờ vị đại nhân này cũng sẽ ra tay, đây chính là chuyện tốt muốn cầu cũng không được. Sau đó Oka rút vung tay lên, không trung của Vĩnh Hằng vương tọa xuất hiện một thủy mạc, hình ảnh bên trong chính là Thạch Phong đang đối mặt với vòng thí luyện thứ nhất. Chỗ Thạch Phong là đỉnh của một vách núi, trừ bán kính có hơn 100m vuông ra, xung quanh toàn là vách núi vạn trượng ngoài ra gió nơi này cực kỳ mãnh liệt không cẩn thận sẽ có thể bị thổi đi rớt xuống vực sâu vạn trượng thạch phong lẳng lặng đứng trên một bình địa từ đá phiến lát thành lập tức phát hiện trên người trừ vũ khí trang bị có thể sử dụng ra đạo cụ phụ trợ khác thì một kiện cũng không dùng được lợi khí chiến đấu hàng băng thủ lôi cũng chỉ có thể lẳng lặng nằm trong ba lô còn cả quyển trục ma pháp lúc trước chuẩn bị cũng không thể dùng ngay cả thuốc khôi phục cũng vậy khiến cho thực lực giả chiến của thạch phong giảm xuống không ít xem ra là muốn kiểm tra chiến lược thuần của ta, không biết đối thủ là ai. Quái vật nhìn chung quanh, phát hiện không có bất kỳ quái vật gì, trong lòng có chút buồn bực. Chẳng lẽ quái vật là ẩn thân à? Nghĩ đến đây, Thạch Phong liền phát huy ngũ cảm tới cực hạn lớn nhất. Quái vật ẩn thân cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, quái vật cường đại thậm chí có thể thuấn di liên tục nhiều lần, đó mới là lợi hại. Mà ở trong vĩnh hằng vương tọa, Chư vị đại lão của thần vực cũng rất có hứng thú chú ý tới trận thí luyện này. Nói như thế nào thì thập nhị thí luyện đã ngàn năm rồi chưa mở ra, chư vị trên vương tọa màu bạc cũng không sống lâu như vậy, tất nhiên đều rất hiếu kỳ đối với thập nhị thí luyện. Không biết đối thủ của trận đầu là ai. Trên sách cổ không có ghi chép về chuyện này, có điều nghe nói sinh vật của thập nhị thí luyện đều là hung thú thượng cổ, vô cùng hung mãnh, có điều đây là vòng thí luyện thứ nhất tiểu gia hỏa này ngay cả kiếm sĩ bậc một cũng không phải, thực lực của quái vật chắc miễn cưỡng tiến vào trình độ bậc một. Các ngươi xem, có thứ gì đó đang bay tới kìa. Hung thú thượng cổ, ở thần vực hiện giờ đã là vô cùng hiếm có, hoặc là sớm đã tuyệt diệt, bình thường căn bản là không thấy được. Hiện tại mở ra thập nhị thí luyện mới có thể may mắn nhìn thấy, ở nơi khác là rất khó nhìn thấy. Trong sân thí luyện của vòng thứ nhất, một đạo thân ảnh mơ hồ từ trên trời hạ xuống rõ ràng thế giới này đều là cuồng phong gào thét nhưng thanh âm này lại bất vi sở động giống như là sủng nhi của gió không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại còn như cá gặp nước chỉ thấy đạo thân ảnh to lớn này chậm rãi hạ xuống ngạo nghễ đứng ở trung tâm bình đài nhìn xuống thạch phong nhỏ bé quái vật này thân trên là ưng thân dưới là sư tử hiển nhiên chính là sư thú vương giả của bầu trời sư thú cấp tinh anh cấp hai mươi điểm sinh mệnh ba vạn không ngờ sư thú lớn như vậy, chỉ là xuề cánh chỉ sợ cũng là tới hơn 20 mét. Thạch Phong không vội vàng hành động, ngược lại là lẳng lặng quan sát sư thú. Là thí luyện, quái vật trong đây hoàn toàn khác với ngoại giới, không chỉ là có kỹ năng phong phú, trên số liệu cơ bản cũng mạnh hơn không ít, một điểm quan trọng nhất chính là trí năng cao hơn, sẽ không chỉ là hình thức chiến đấu đơn giản công phòng chiến đơn thuần. Có điều sư thú căn bản không không cho Thạch Phong quá nhiều thời gian, theo một tiếng kêu to chói tai vang lên, hai cánh vung ra, làm cuốn lên một trận cuồng phong. Trong nháy mắt hai đạo lốc xoáy cao hơn 3 mét thổi quét về phía Thạch Phong, nơi phong nhận đi qua, vạn vật vỡ nát. Vừa lên đã dùng kỹ năng, sư thứ quả nhiên không tầm thường. Thạch Phong cười nhạt, thân hình nhấp nhoáng, né tránh công kích của hai đạo lốc xoáy. Sau đó một chiêu vô thanh bộ xuất hiện ở phía sau sư thứ thâm nguyên giả đen xì như đêm hóa thành mấy đạo hắc mang đánh lên trên hai cánh của sư thứ lông vũ trắng muốt như tuyết giống như bông tuyết phân tán rơi xuống mặt đất đầy máu tươi ngao 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 sư thứ căn bản không kịp phản ứng phát ra tiếng hét đau đớn trên đầu bắn ra hơn 400 điểm thương tổn sau khi kích phát bạo kích lại vượt quá 800 điểm sau đó một chiêu trảm kích cấp 10 ầm ầm chém xuống một cái cánh của sư thú bị cắt đứt hơn nữa triệt để thành tàn phế mà điểm sinh mệnh của sư thú lập tức giảm xuống hơn 1900. Hai bên giao thủ chỉ một chiêu, điểm sinh mệnh của sư thú đã giảm xuống 16%, một cái cánh bị phế, muốn bay cũng không bay được. Chênh lệch của hai bên là rất rõ ràng. Một con sư thú không thể bay, đối mặt với Thạch Phong có điểm nhanh nhẹn cao tới 200, triệt để trở thành bia ngắm sống của Thạch Phong. Chỉ thấy Thạch Phong một mực qua lại như con thoi xung quanh quanh người, từng đạo hắc mang đâm vào trên người sư thú. Thạch Phong không dùng kỹ năng công kích nữa, toàn là chém ngang bình thường, như vậy sẽ không bởi vì sử dụng kỹ năng mà dẫn tới di động né tránh mất tự nhiên, hơn nữa công kích của Thạch Phong vô cùng xảo quyệt. Vị trí mỗi lần đánh trúng không phải yếu hại thì chính là chỗ khớp xương ảnh hưởng tới hành động của thân thể, khiến sư thú không thể đánh trúng Thạch Phong. Nhìn thì chỉ có hơn 400 thương tổn, nhưng sau khi trải qua hơn 10 giây, sư thú hung mảnh đã nằm trên mặt đất. Hệ thống, đánh bại sư thú, hoàn thành khiêu chiến vòng thứ nhất của thí luyện, thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm, tinh thông tự do 5 điểm, độ thuần thục của tất cả kỹ năng gia tăng 50 điểm. Hệ thống, thông qua vòng thí luyện thứ nhất, có mở ra vòng tiếp theo không? Còn thưởng tinh thông tự do, thật sự là quá tốt. Thạch Phong nhìn thấy phần thưởng thì mỉm cười, thu hồi thâm nguyên giả và trả ma kiếm, điểm bắt đầu vòng tiếp theo. Tuy quái vật thí luyện rất mạnh, có điều so sánh với Thạch Phong có thuộc tính và trang bị đều rất mạnh mà nói thì căn bản không đáng là gì. Thông qua rồi, còn thoải mái như vậy. Thực lực không tồi, tuy chưa thăng cấp thành kiếm sĩ bậc 1, có điều chiến lực đã đạt tới bậc 1, có khả năng giết sư thứ cũng là bình thường. Cứ tiếp tục như vậy chắc có thể thắng được 3 trận, có điều từ vòng thứ tư thì lại không còn dễ dàng như vậy nữa. Từng, thập nhị thí luyện cứ 3 vòng là một cấp khác, Chiến lực cách một cấp đều sẽ có đề thăng rất lớn, từ vòng 1 đến 3 là sơ cấp, mà từ 4 đến 6 là trung cấp, 7 đến 9 là cao cấp, 10 đến 12 là đỉnh cấp, ta đoán tiểu tử này đi đến vòng thứ 5 là giỏi rồi. Tất cả mọi người trong Vĩnh Hằng Vương tọa đều là cường giả đỉnh phong, nhãn lực rất già dơ, thông qua chiến đấu của Thạch Phong đã có thể làm ra phán đoán đại khái. Có điều cũng đúng như suy đoán của những đại lão này. Sân bãi của vòng thí luyện thứ hai là rừng rậm đối thủ là khiếu nguyệt ngân lan ở trong rừng rậm tuyệt đối là vô người cấp bậc cũng là tinh anh cấp 20, điểm sinh mệnh cũng là ba vạn so sánh với sư thứ cũng là hung thú sơ cấp bậc một sức chiến đấu của khiếu nguyệt ngân lan ở trên mặt đất thì mạnh hơn công kích cũng cao hơn phản ứng cũng nhanh hơn có điều thạch phong vẫn vừa lên đã phế chân sau của khiếu nguyệt ngân lan giống như phế bỏ cánh của sư thứ khiến tốc độ di chuyển của khiếu nguyệt ngân lan giảm mạnh sau đó Thạch Phong liền dùng xí hỏa phi tinh để thả diều. Không đến 30 giây sau, khiếu nguyệt ngân lan cũng ngã xuống. Hệ thống, đánh bại khiếu nguyệt ngân lan, hoàn thành khiêu chiến vòng thứ hai của thí luyện, thưởng 30 vạn điểm kinh nghiệm, 10 điểm tinh thông tự do, độ thuần thục của tất cả kỹ năng gia tăng 50 điểm. Hệ thống, đã thông qua vòng thí luyện thứ hai, có mở ra vòng thí luyện tiếp theo không? Lập tức trên người Thạch Phong bắn ra một đạo hoa quang màu vàng, lên tới cấp 19, 6 điểm thuộc tính của Thạch Phong là ở trên lực lượng, lập tức khiến thuộc tính lực lượng đề thăng 180 điểm, mở ra thuộc tính lực lượng ẩn tàng kỹ năng bị động, sức phá hoại sơ cấp, tay không có cũng lực lượng phá hoại vật phẩm cấp thanh đồng. Nói cách khác, công kích tay không của Thạch Phong có thể tạo thành tổn thương cho vũ khí và trang bị cấp thanh đồng, khiến độ bền giảm xuống, từ đó mà phá hoại. Thạch Phong vốn là định dùng 6 điểm thuộc tính tự do cộng vào trí lực, có điều vì thí luyện có thể đề thăng bao nhiêu chiến lực thì cố đề thăng bấy nhiêu chiến lực. Sau đó Thạch Phong điểm bắt đầu vòng thí luyện tiếp theo. Vòng thứ ba là một con bích nhãn tri chu, sân bãi là ở trong sơn động tâm tối thích hợp với nhện. Cấp bậc của bích nhãn tri chu không bởi vì Thạch Phong đã đề thăng cấp 19 mà thay đổi, cũng là tinh anh cấp 20, điểm sinh mệnh 3 vạn. Có điều bích nhãn tri chu mạnh hơn khiếu nguyệt ngân lan không ít, không phải ở trên lực công kích và tốc độ, mà là kịch độc khủng bố và tơ nhện rất dính, còn có con mắt siêu cường, cho dù xung quanh là một mảng đen xì, ở trong mắt bích nhãn tri chu cũng sáng như ban ngày, hơn nữa tầm nhìn bao phủ 360 độ, không có chút cốc chết nào. Thạch Phong nhìn chung quanh, cho dù hắn có thực lực siêu phàm, tầm nhìn cũng chỉ ở trong phạm vi 5 mét. Mà Bích Nhãn Tri Chu lại có thể ở ngoài 3-40 mét nhìn thấy công kích Thạch Phong đánh ra, điều này đối với Thạch Phong mà nói là cực kỳ bất lợi. Thú vị! có điều thạch phong lại không hề hoang mang ngược lại khóe miệng nhếch lên nếu là người chơi khác không có đạo cụ phụ trợ sợ rằng đúng là sẽ phải lâm vào khổ chiến đáng tiếc ta thì khác lập tức trên tay thạch phong bắn ra một đóa hỏa diễm màu lam sẫm trong nháy mắt đã chiếu sáng xung quanh nhiệt độ cao nóng trực cũng khiến huyệt động lạnh như băng cấp tốc ấm lên có điều thế vẫn chưa hết hỏa diễm màu lam sẫm trong tay thạch phong nhanh chóng trải khắp toàn thân thạch phong hoàn toàn bao bọc lấy thạch phong giống như hỏa thần cuối người toàn bộ huyệt động đều biến thành vô cùng sáng ngời mà vị trí của bích nhãn tri chu cũng nhìn một cái không sót gì bích nhãn tri chu nhiều năm sinh hoạt trong bóng tối hai mắt chỉ thích ứng với hắc ám hiện tại liệt diễm chói mắt chiếu sáng toàn bộ huyệt động bích nhãn tri chu căn bản không thể thích ứng giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi bích nhãn tri chu vốn tràn ngập ưu thế còn chưa chiến đấu đã rơi vào hạ phong vốn đã rơi vào hạ phong mà Thạch Phong lại bởi vì mở ra băng lam ma diễm, thương tổn tạo thành đề thăng 20%, mà thương tổn hệ băng hỏa tạo thành ngoài định mức 40%, lập tức khiến cho chiến lực của Thạch Phong lại đề thăng một mảng lớn. Thạch Phong nắm bắt cơ hội này, một vô thanh bộ xuất hiện ở phía sau bích nhãn tri chu ngoài 20 mét. Một chiêu diễm lôi bạo đánh lên trên người bích nhãn tri chu. 1836 điểm thương tổn bắn ra từ trên đầu bích nhãn tri chu đã cháy đen. Ngay sau đó là mê muội 4 giây. Tiếp theo dùng ra phong lôi thiểm, kèm theo trảm kích. Trừ 634, trừ 1751, trừ 1087, trừ 1169. Công kích liên tục, đợi cho Bích Nhãn Tri Chu tỉnh lại, điểm sinh mệnh đã chỉ còn lại 72%. Bích Nhãn Tri Chu giận dữ, xoay người phun ra kịch độc màu xanh sẫm, có điều Thạch Phong đã sớm nhìn ra, né tránh trước một bước, ngay sau đó lại mở ra phong hành bộ, xoay người bỏ chạy. Thạch Phong biết rất rõ sự đáng sợ của nhện hệ độc, công kích độc dịch chỉ là thủ đoạn nhỏ, thứ lợi hại chân chính là độc khí độc dịch phát ra, nếu chiến đấu tại chỗ với bích nhãn tri chu, kết quả là không cần nói cũng biết, khẳng định sẽ bị độc khí tiêu hao đến chết. Cho nên Thạch Phong trước tiên dùng phong lôi thiểm gia tăng hiệu quả thương tổn, lại lại dùng xí hỏa phi tinh để thả diều. Từng đạo phi màu lửa đỏ oanh kích lên trên người bích nhãn tri chu, tuy năng lực né tránh và chống đỡ của bích nhãn tri chu cũng rất mạnh, có điều kỹ xảo ném mạnh của Thạch Phong, trong 3 lần luôn sẽ có hai lần trở lên bắn trúng, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ kích phát tứ trọng huyễn ảnh, tạo thành 4 lần hơn 600 điểm thương tổn. Nếu vận khí tốt sẽ kích phát hiệu quả liệt diễm đốt người, cộng dùng 5 lần, cộng thêm hiệu quả tăng cường của băng lam ma diễm, dây giảm bớt 1.600 điểm thương tổn, cao hơn thương tổn cận chiến của Thạch Phong rất nhiều. Có điều cái này cũng rất bình thường, tuy ma khí lợi hại, nhưng chưa được khai phá đầy đủ, so với xí hỏa phi tinh phẩm chất ngụy siêu phàm thì vẫn kém rất nhiều. Mà công kích tầm xa của bích nhãn tri chu trừ công kích độc dịch ra thì chính là dùng tơ nhện để trói buộc. Có điều hai kỹ năng này ở trước mặt Thạch Phong thì gần như là không có tác dụng, chỉ là chân nhẹ nhàng bước một cái, né tránh những kỹ năng này, lật tay bắn ra mục tiêu. Chỉ thấy cột sinh mệnh của bích nhãn tri chu không ngừng giảm xuống. 62% 45% 33% 20% Chỉ chốc lát sau Bích Nhãn Tri Chu đã chết trong tay Thạch Phong. Hệ thống, đánh bại Bích Nhãn Tri Chu, hoàn thành khiêu chiến của vòng thí luyện thứ ba, thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm, 10 điểm tinh thông tự do, độ thuần thục của tất cả kỹ năng gia tăng 100 điểm. Hệ thống, thông qua vòng thí luyện thứ ba, có mở ra vòng thí luyện tiếp theo không? Thông qua vòng thứ ba cho 100 vạn điểm kinh nghiệm, hệ thống đúng là hào phóng, có điều độ khó của ba vòng đầu là không lớn, Xem ra nơi thực sự khó khăn vẫn là từ vòng 4 đến 6, cứ nghỉ ngơi một chút đã, khôi phục trạng thái tinh thần. Tuy Thạch Phong thoải mái vượt qua 3 vòng đầu, có điều hắn vẫn không cho rằng nhiệm vụ chủ tuyến cấp truyền thuyết là dễ hoàn thành như vậy. Tuy Thạch Phong không biết gì về thập nhị thí luyện, nhưng đã thiết lập là nhiệm vụ cấp truyền thuyết, vậy độ khó khẳng định là không thấp. Đủ tư cách là phải vượt qua vòng thí luyện thứ 6, mà độ khó của 3 vòng đầu cũng không lớn dựa theo chiến lực mà nói cũng chính là trình độ sơ cấp, cho nên nơi khó khăn thực sự khẳng định là từ vòng 4 đến 6. Thạch Phong đang nghe truyện trên TV Audio CV trước nay luôn là một người rất cẩn thận, cho nên vẫn phải chuẩn bị vạn toàn. Có điều chư vị đại lão trên Vĩnh Hằng Vương tọa thấy chiến đấu của Thạch Phong lại rất giật mình. Đó là dị hỏa băng lam ma diễm bậc 2, không ngờ tiểu tử này vẫn ẩn tàng thực lực. Xem ra hắn thật sự có khả năng với vòng thí luyện thứ 6, với cấp bậc của tiểu tử này, bắt đầu từ vòng thứ ba, chắc là sẽ đối mặt với hung thú trình độ trung cấp bậc 1. Từ chiến lược mà nói, tiểu tử này cũng là chiến lược trung cấp bậc 1, 6 vòng thí luyện cuối cùng chắc là hung thú trung cấp bậc 1 cực kỳ lợi hại, với chiến lược hiện tại của dùng mà nói, chắc có 30% có thể vượt qua. Rất nhiều đại lão ngồi trên vương tọa màu bạc đều công nhận với tiềm lực của Thạch Phong. Sau khi Thạch Phong nghỉ ngơi hơn 10 phút, phát hiện một chuyện thú vị, tuy không thể sử dụng dược tề và quyển trục ma pháp, nhưng lại có thể thông qua liệu lý làm được đồ ăn gia tăng trạng thái, đề thăng thuộc tính. Cũng may không để tử yên Lưu Vân từ bỏ chức nghiệp phục liệu lý sư này. Thạch Phong miễn cười. Sau khi studio linh dược được thành lập, Thạch Phong bỏ ra tiền lương cao cho tử yên Lưu Vân, nhiều hơn tử yên Lưu Vân thông qua liệu lý để kiếm điểm tín dụng rất nhiều, căn bản không cần làm liệu lý gì. Nhưng tử yên Lưu Vân nói đã quen rồi, hơn nữa nàng rất thích làm liệu lý, hiện tại đã là liêu lý sư cao cấp, cách trở thành liêu lý đại sư không còn xa. Bò bít tết làm ra không chỉ có thể khôi phục điểm sinh mệnh khi không ở trạng thái chiến đấu rất nhanh, còn có thể có được trạng thái tăng thêm, lực lượng gia tăng 10%, kéo dài 10 phút. Gia tăng 10% thuộc tính lực lượng, đối với người khác mà nói thì không nhiều lắm, nhưng đối với Thạch Phong có thuộc tính lực lượng đạt tới 180 điểm, đó chính là gia tăng 18 lực lượng, có thể đề thăng 36 điểm lực công kích, gia tăng không ít chiến lực. Sau khi nghỉ ngơi tốt xong, Thạch Phong bắt đầu điểm vòng thí luyện tiếp theo. Sau đó Thạch Phong được truyền tống vào một mảng thảo nguyên, nhìn chung quanh, phát hiện một con sư tử lông vào cao chừng hơn 5 mét đang tựa vào một tháng đá mà sưởi nắng, lắc lư cái đuôi tráng kiện, rất là nhàn nhã. Có điều Thạch Phong tới rõ ràng đã kinh động tới nó. Con sư tử này đột nhiên đứng dậy, mở đôi mắt to như chuông đồng, đôi mắt có màu bạc, tỏa ra hàng ý lạnh thấu xương, mặt cỏ xanh biếc dưới móng sắt trong nháy mắt liền hóa thành một vùng đất lạnh. Thảo nguyên khô nóng trong nháy mắt liền biến thành địa ngục băng hàng, hóa thành một mảng trắng ngần. Ngân nhãn sư vương, tinh anh đặc thù, cấp 20, điểm sinh mệnh 10 vạn. Độ khó của vòng thí luyện thứ tư, rõ ràng là lớn hơn vòng thứ ba rất nhiều. Lợi hại quá, không hổ là hung thú thượng cổ của vòng thứ tư, không ngờ có thể ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, biến thành lãnh địa thích hợp cho bản thân chiến đấu. Thạch Phong không khỏi kinh ngạc. Quái vật như vậy, cho dù là Thạch Phong đã chơi thần vực 10 năm cũng rất ít thấy. Có điều hàng băng địa ngục rõ ràng là không ảnh hưởng nhiều tới Thạch Phong, sau khi mở ra băng lam ma diễm, hàng băng địa ngục lập tức khôi phục nguyên trạng, ưu thế hoàn cảnh cứ như vậy bị Thạch Phong phá giải. Tuy đã không có ưu thế hoàn cảnh, có điều sức phá hoại và lực lượng của ngân nhãn sư vương vẫn rất mạnh, một trảo tóm xuống, trên cỏ có thêm một cái hố to, đá vụn bắn ra, Thạch Phong không rõ tình huống bị sóng xung kích do móng sắc quanh kích mặt đất tạo thành đánh trúng, trong nháy mắt liền mất đi 621 điểm sinh mệnh. Lực lượng đáng sợ quá, chỉ là sóng xung kích công kích mặt đất tạo thành cũng có thể tạo thành hơn 600 thương tổn đối với ta, nếu như bị đánh trúng, chắc phải hơn 1.000 thương tổn. Tuy Thạch Phong kinh tháng, nhưng thân thể vẫn không dừng lại, mở ra phong hành bộ xoay người bỏ chạy còn đánh tiếp thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Chiến đấu chính diện với ngân nhãn sư vương, tuy Thạch Phong có thể né tránh móng sắt, nhưng sóng xung kích do anh kích mặt đất tạo thành sẽ bao phủ phạm vi 8 mét xung quanh, Thạch Phong căn bản là không tránh được, hơn 2.400 điểm sinh mệnh của hắn, căn bản là không chống đỡ được mấy lần. Thạch Phong xoay người chạy trốn. Ngân nhãn sư vương cũng gầm lên một tiếng, đôi mắt màu bạc nhìn chầm chầm Thạch Phong, cái chân thô to cường kiện hữu lực đột nhiên dẫm lên mặt cỏ, làm cuốn lên một trận gió mạnh, đuổi thẳng theo. Có điều trên tốc độ thì rõ ràng vẫn là Thạch Phong chiếm ưu thế, cự ly được kéo giãn từng chút một, nhưng nếu Thạch Phong thả diều, rất nhanh sẽ bị ngân nhãn sư vương đuổi kịp. Thạch Phong không thể sử dụng dược tề khôi phục điểm sinh mệnh, thủ đoạn khôi phục duy nhất chính là khôi phục chiến đấu, có điều cứ mỗi 5 giây khôi phục 1% điểm sinh mệnh. Dựa theo điểm sinh mệnh của Thạch Phong mà nói thì cũng chính là 5 giây hồi phục 24 điểm sinh mệnh. Muốn khôi phục hơn 600 điểm sinh mệnh, sẽ phải tốn một đoạn thời gian khá dài. Cũng may tốc độ của ta vẫn nhanh hơn một chút, khu vực nơi này rất lớn, có thể tùy tiện mà chạy, bằng không thật sự toi mất. Thạch Phong nhìn lướt qua ngân nhãn sư vương, đại bộ phận sự chú ý đều tập trung trên hoàn cảnh xung quanh. Trò chơi thần vực này khác với trò chơi ảo khác, gần là thực tại hơn. Có thể nói chiến lược của người chơi chỉ có thể chi phối 50% sự thắng bại trong chiến đấu mà nhân tố hoàn cảnh chiếm 40%, cuối cùng là vận khí chiếm 10%. Cái thứ vận khí này là nhân tố không xác định, không bao giờ cân nhắc. Mà 50% chiến lực và 40% hoàn cảnh đó, người chơi có thể nắm giữ được, cũng chính là chỉ tiêu quan trọng thể hiện kỹ thuật cao thấp của người chơi. Chỉ tiêu của một cao thủ bình thường chính là có thể phát huy ra 50% chiến lực của bản thân, mà chiến lực của người chơi đều là sau khi chủ thần hệ thống tiến hành tính toán sẽ đưa ra chiến lực cuối cùng chiến lực được tính toán ra này là có tính xác thực nhất về phần tính toán thế nào điểm này thì chỉ có chủ thần hệ thống mới biết có điều chiến lực của người chơi phát huy ra được bao nhiêu chủ thần hệ thống hiện tại không thể biểu hiện ra chỉ có người chơi công chiếm phó bản đoàn đội trăm người mới mở ra tiến hóa lần thứ hai của thần vực sau đó trong các thành phố lớn sẽ xuất hiện cửa truyền tống tới thần ma đấu kỹ trường tiến vào thần ma đấu kỹ trường các người chơi ở đó có thể so đấu với nhau không chỉ có thể đạt được trang bị, còn có thể thăng cấp kỹ thuật, theo người chơi không ngừng so đấu, số liệu của chủ thần hệ thống cũng không ngừng được hoàn thiện, sau đó sau đó sẽ xuất hiện đánh giá chiến lực cá nhân, mỗi người đều có thể đi tới thử trình độ của mình một lần. Cũng vì so đấu này mà thần vực này biến thành rất hot, thậm chí phát triển đến về sau, hoàn toàn thay thế đại hội cách đấu trong hiện thực. Có thể phát huy ra ra 50% chiến lực của bản thân chính là cao thủ. Phát huy vượt quá 60% chính là cao thủ nhị lưu. Đạt tới 70% chính là cao thủ nhất lưu. Vượt quá 85% chính là cao thủ đỉnh cấp, những người đó phần lớn đều là cao thủ nổi danh của thần vực, thường xuyên tham gia đại hội thi đấu thể thao toàn cầu hàng năm chỉ tổ chức một lần của thần vực, tuyệt đối là danh nhân được các người chơi chú ý. Năm đó Thạch Phong là kiếm vương đỉnh cấp bậc 3, tuy không bằng những đại cao thủ nổi danh của thần vực đó, có điều cũng coi như là có thể đứng vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu, chỉ là chiến lực bản thân có thể phát huy ra được khoảng 80%, có điều so sánh với sự phát huy của chiến lực bản thân. Sự nắm bắt của Thạch Phong đối với hoàn cảnh xung quanh vẫn mạnh hơn. Trên chiến lực, Thạch Phong không có cách biệt với Ngân Nhãn Sư Vương, nhưng điểm sinh mệnh của Ngân Nhãn Sư Vương lại nhiều hơn rất nhiều, không cần bận tâm tới nhân tố hoàn cảnh, kết quả giao thủ là Thạch Phong 100% sẽ chết. Nếu là bình thường, chết thì chết nhưng hiện tại lại khác, đây là nhiệm vụ thí luyện, không có cơ hội lần thứ hai, người đã chết cũng đại biểu cho nhiệm vụ kết thúc, cho nên tuyệt đối không thể chết được. Sau khi Thạch Phong chạy quanh hơn 10 phút, tới một đồi núi, mà ngân nhãn sư vương vẫn đuổi sát không buông. Sau khi lòng vòng ở đồi núi này một hồi lâu, nhìn thấy một vách núi, mắt Thạch Phong lập tức sáng rực lên, khóe miệng khẽ nhếch. Cuối cùng cũng để ta tìm được mấu chốt để chiến thắng rồi. Thạch Phong mỉm cười, lại mở ra phong hành bộ, tốc độ đề thăng một bậc, lao về phía chỗ vách núi đó. Vốn Thạch Phong là có thể ở trong đoạn thời gian này kéo giãn cự ly với Ngân Nhãn Sư Vương, nhưng Thạch Phong không làm như vậy, là để tìm một địa hình có lợi, tiện đối phó với Ngân Nhãn Sư Vương. Một phút đồng hồ sau, Thạch Phong đứng ở bên cạnh vách núi, phía dưới là một hẻm núi đầy đá vụn. Độ cao này chắc là được rồi. Thạch Phong thầm tính thử một chút, cảm thấy phương pháp này có thể làm được vài giây sau ngân nhãn sư vương cũng đuổi tới mắt thấy ngân nhãn sư vương xông tới trước người thạch phong vung móng vuốt sắt bén tóm về phía thạch phong thạch phong tung người nhảy lên né tránh móng sắt chỉ thấy móng sắt của ngân nhãn sư vương đánh lên trên vách đá tầm ừ một tiếng mặt đất dưới chân thạch phong và ngân nhãn sư vương bị phá hoại một người một thú đều rớt xuống vách núi mắt thấy sắp rơi xuống đất thạch phong mở ra dẫn lực chi giới tốc độ giảm mạnh giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất có điều ngân nhãn sư vương vốn không được may mắn như vậy, sau khi rơi xuống đất thì trực tiếp đập ra một cái hố to rất sâu, điểm sinh mệnh cũng chỉ có thể hạ một chút. Đúng là giỏi chịu đòn, thế cũng không chết, có điều tự làm bậy thì không thể sống, đi đi thôi. Thạch phong không chút khách khí dùng ra phong lôi thiểm chém xuống. Ba đạo lôi quan xẹt qua, cũng cướp đi hơn một ngàn điểm sinh mệnh còn sót lại của ngân nhãn sư vương. Nếu thạch phong nhảy xuống vách núi, Ngân nhãn sư vương khẳng định sẽ không nhảy xuống theo Mà là vòng xuống đuổi theo Thạch Phong Dẫu sao chỉ số thông minh của hung thú cũng không thấp Cho nên Thạch Phong mới mượn sức phá hoại cường đại của ngân nhãn sư vương Như vậy ngân nhãn sư vương đột nhiên không đề phòng Khẳng định sẽ trúng chiêu Hệ thống đánh bại ngân nhãn sư vương Hoàn thành thí khiêu chiến của vòng thí luyện thứ tư Thưởng 300 vạn điểm kinh nghiệm 20 điểm tinh thông tự do Độ thuần thục của tất cả kỹ năng gia tăng 300 điểm Thưởng 10 kim tệ Hệ thống, thông qua vòng thí luyện thứ tư, có mở ra vòng tiếp theo không? 300 vạn điểm kinh nghiệm, phần thưởng này cũng quá dày rồi. Thạch Phong thấy phần thưởng của hệ thống, lập tức giật mình, vừa lên tới cấp 19 không lâu, nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy cấp 20. Hơn nữa sau khi vượt qua vòng thứ tư, công tích chiến thần điện của Thạch Phong cũng có 1.500 điểm, đủ để đổi một kiện vật phẩm cấp ám kim hoặc là ba kiện vật phẩm cấp tinh kim. Chỉ cần vượt qua vòng thứ năm, còn có thể có được 1.600 điểm công tích, nhiều hơn cả bốn vòng trước cộng lại. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Thạch Phong lại mở ra vòng thí luyện thứ năm. Nơi thí luyện của vòng thứ năm là một sa mạc, hung thú phải đối mặt là một con quái vật đầu sư tử, thân dê, đuôi rắn, trong miệng còn bốc ra hỏa diễm nóng rực, độc dịch màu xanh biếc ở chỗ đuôi rắn chậm rãi chảy ra, giống như là chó to chảy nước miếng vậy. Quái vật này nhìn thấy Thạch Phong tiến vào lãnh địa của nó, hai mắt màu đỏ tươi bỗng nhiên nhíu lại, lộ ra vẻ hưng phấn. Chimera Thạch Phong cả kinh Tuy Thạch Phong không dùng quan sát chi nhãn, nhưng lúc trước hắn đã từng giao thủ với thằng hát Chimera, đó chính là đại bót của phó bản 100 người, không biết sau khi đoàn diệt bao nhiêu lần mới công chiếm được, cho nên ấn tượng của Thạch Phong rất sâu sắc. Chimera, tinh anh đặc thù, cấp 20, điểm sinh mệnh 12 vạn. Đối với Chimera, Thạch Phong rất tin tưởng, biết chỗ lợi hại của chimera cũng biết nhược điểm của nó trong miệng chimera có thể phun lửa còn có lực lượng giống như ngân nhãn sư vương đuôi rắn tương đương với một con quái vật khác công kích độc tố rất mạnh hơn nữa chỉ cần trúng độc sau khi bị lửa phun trúng là chắc chắn sẽ phải chết có điều cũng có một nhược điểm đó chính là độc chỉ thấy thạch phong vừa mở ra phong hành bộ vừa né tránh móng sắt và công kích độc tố của chimera bản thân cũng không phản kích chỉ né tránh sau khi độc tố chimera nhổ ra bắt đầu khuếch tán thạch phong cuối cùng cũng bắt đầu hành động không nói hai lời xông vào trong xương độc mà chimera cũng theo sát phía sau xông vào chỉ thấy sau khi thạch phong vừa tiến vào xương độc trên người xuất hiện trạng thái trúng độc cứ mỗi giây sẽ mất đi 200 điểm sinh mệnh có điều thạch phong không bận tâm sau đó thạch phong chạy ra khỏi khu xương độc xoay người ném ra xí hỏa phi tinh một đạo hỏa quang bay vào khu xương độc sương mù màu xanh biếc trong nháy mắt liền biến thành màu xanh sẫm sau đó thì ầm ầm phát nổ chimera ở trong sương độc trực tiếp bị nổ bay đi rơi ra hơn một vạn điểm sinh mệnh lâm vào trạng thái tàn phế ngắn ngủi thạch phong thừa cơ công kích cho tới khi chimera giải trừ trạng thái tàn phế cũng bị thạch phong xóa sạch năm sáu ngàn điểm sinh mệnh chimera giận dữ lại lao về phía thạch phong thạch phong lại bắt đầu né tránh chờ sương độc thành hình sau mấy hiệp liên tiếp Điểm sinh mệnh của Thạch Phong cũng chỉ còn lại hơn 400, có điều Chimera đã ngã xuống dưới chân Thạch Phong. Hệ thống, đánh bại Chimera, hoàn thành khiêu chiến của vòng thí luyện thứ 5, thưởng 600 vạn điểm kinh nghiệm, 20 điểm tinh thông tự do, độ thuần thục của tất cả kỹ năng gia tăng 300 điểm, thưởng 10 kim tệ. Hệ thống, thông qua vòng thí luyện thứ 5, có mở ra vòng tiếp theo không? 600 vạn điểm kinh nghiệm, Thạch Phong lập tức lên tới 62% của cấp 20 cách cấp 21 cũng phải quá xa. Tuy Thạch Phong lại gia tăng một chút thuộc tính, lại trở nên mạnh hơn một chút, có điều Thạch Phong cảm giác trận tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, nếu vòng thí luyện này không phải là Chimera mà Thạch Phong quen thuộc, đã xong đời rồi. Mà quái vật của vòng thứ 6 khẳng định là mạnh hơn con Chimera này, nếu là quái vật mà Thạch Phong quen thuộc thì còn dễ nói, nhưng nếu không phải thì sao? Vậy thì chẳng phải là sẽ chết ngắt sao? Thạch Phong sẽ không ký thác chuyện trọng yếu như vậy lên vận khí, cho nên lần này Thạch Phong không sau khi nghỉ ngơi xong thì tiến vào vòng thí luyện thứ sáu, mà là mở ra giao diện thuộc tính, sử dụng tinh thông tự do một mực không dùng. 50 điểm tinh thông kiếm một tay, có thể thăng cấp đến trình độ kiếm sĩ học đồ trung cấp, sử dụng kiếm một tay thương tổn đề thăng 15%. 100 điểm tinh thông kiếm một tay, có thể thăng cấp đến trình độ kiếm sĩ học đồ cao cấp, sử dụng kiếm một tay thương tổn đề thăng 20%. 150 điểm tinh thông kiếm một tay, có thể thăng cấp đến trình độ kiếm sĩ sơ cấp, sử dụng kiếm một tay thương tổn đề thăng 30%, có một 10% hiệu quả biến đổi về chất. 200 điểm tinh thông kiếm một tay, có thể thăng cấp đến trình độ kiếm sĩ trung cấp, sử dụng kiếm một tay thương tổn đề thăng 40%. Người chơi bình thường cho dù là tấn thăng thành kiếm sĩ bậc 1, trình độ tinh thông kiếm một tay hoặc là kiếm hai tay cũng chỉ là trình độ kiếm sĩ học đồ trung cấp mà Thạch Phong thông qua 5 lần thí luyện, cộng thêm tích lũy của lúc trước làm nhiệm vụ và năm cấp thưởng tinh thông mỗi lần đề thăng, cộng toàn bộ lại là có chừng 168 điểm. Sau khi cộng toàn bộ lên trên kiếm một tay, trình độ kiếm một tay của Thạch Phong cũng tấn thăng thành kiếm sĩ sơ cấp. Có điều Thạch Phong vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó lại trang bị kiếm một tay ám kim cấp 20 luyện ngục chi ảnh lúc trước mua được trên hội bán đấu giá ở Tây Phụ, thay cho trả ma kiếm ám kim cấp 15. Bắt đầu cắn nuốt đi. Thạch Phong nhìn Thâm Nguyên Giả đen xì như mực trong tay, sau đó hiến tế 10 kiện vũ khí huyền thiết cấp 15 trong ba lô và trả ma kiếm ám kim cấp 15 vừa thay ra. Tuy hiến tế 10 kiện vũ khí bí ngân cấp 15 chưa dùng là rất đáng tiếc, có điều nhiệm vụ truyền kỳ rất quan trọng, không thể có sơ suất, cũng chỉ đành chấp nhận. Thạch Phong một mực vì tăng cường tiềm lực của Thâm Nguyên Giả, muốn gom đủ 10 kiện vũ khí cấp tinh kim cấp 15, cho nên cố ý không thăng cấp để thâm nguyên giả bảo trì ở cấp 10. Có điều hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ thấy thâm nguyên giả trong tay Thạch Phong bắn ra sương đen cuồn cuộn, trực tiếp lao về phía vũ khí Thạch Phong muốn hiến. Không đến 3 giây, cho dù là kiếm một tay cấp ám kim trả ma kiếm vô cùng cứng rắn cũng hóa thành một đoàn sương đen, bị thâm nguyên giả hấp thu. Sau khi cắn nuốt xong vũ khí hiến tế, thâm nguyên giả không còn là toàn thân đen xì, ở trên thân kiếm bắn ra thần văn màu vàng chưa từng có ánh ra kim mang, mà lưỡi kiếm cũng biến thành màu xám bạc. Thạch Phong chỉ vung thâm nguyên giả một chút, lưỡi kiếm xẹt qua không khí, không khí giống như một tờ giấy trong suốt bị cắt đứt. Sắc bén quá. Thạch Phong nhìn thâm nguyên giả trong tay với vẻ kinh thán. Sắc bén như vậy, cộng thêm hắn có sức phá hoại sơ cấp, cho dù không sử dụng sức phá hoại của băng lam ma diễm, sợ rằng vũ khí và trang bị cấp huyền thiết cũng ăn không tiêu, cũng chỉ có phẩm chất cấp bí ngân mới phẩm chất chống đỡ được một đoạn thời gian. Thâm nguyên giả, kiếm một tay, ma khí. Lực công kích cộng 211. Toàn thuộc tính cộng 25. Tốc độ công kích cộng 8. Bỏ qua cấp bậc quái vật cộng 8, khi công kích có 35% xác suất tạo thành 2 lần thương tổn, có 10% xác suất tạo thành 3 lần thương tổn, có 20% xác suất tạo thành ách vận trớ chú, tất cả thuộc tính giảm xuống 40% kéo dài 30 giây. Phàm là người nắm giữ nghề nghiệp kiếm sĩ, cấp bậc của tất cả kỹ năng cộng 3, cứ để thăng một cấp sẽ đạt được thuộc tính tự do gia tăng 2 điểm. Trang bị cấp bậc 15, có thể thăng cấp, cắn nuốt 10 kiện vũ khí huyền thiết cấp 20 và một kiện vũ khí bí ngân cấp 20 có thể thăng cấp đến cấp 20, có thể tiến hóa, không biết. Kỹ năng đi kèm thứ nhất, huyện ảnh sát, trong nháy mắt chế tạo một phân thân, có 55% thuộc tính và tất cả kỹ năng của bản thể, thời gian duy trì 40 giây, thời gian cung đao 5 phút. Kỹ năng đi kèm thứ 2, thâm viên thúc phục trói buộc kẻ địch không thể di động, đồng thời sức phòng ngự giảm xuống 100%. Kéo dài 3 giây, thời gian cung đao 1 phút. Kỹ năng đi kèm thứ 3, cửu đầu long trảm, trong nháy mắt chế tạo ra 9 ảo ảnh thâm viên giả, cho người nắm giữ sử dụng, mỗi thanh kiếm ảo ảnh đều có thể tạo thành 30% thương tổn, thời gian duy trì 30 giây, thời gian cung đao 5 phút. Kỹ năng đi kèm thứ tư, ám thiên cuồng vũ, tạo thành thương tổn 45% cho mục tiêu phạm vi hình dùi 12 m phía trước, thời gian duy trì 30 giây, thời gian cung đao 1 phút đồng hồ. Danh kiếm do danh tượng Olesip dùng răng nanh của Hắc Long Vương làm tài liệu, tự tay đã tạo thành, là một trong 36 danh kiếm của thần vực, xếp thứ 31, có điều kiếm này bị Hắc Long Vương nguyền rủa, trừ có thể mang tới lực lượng của kinh người cho người nắm giữ ra, cứ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phản vệ người nắm giữ có điều do được dắt cải tạo, bỏ thêm tinh huy thạch, khiến lực lượng phản vệ giảm mạnh, nếu không thể áp chế phản vệ, người nắm giữ sẽ chịu nguyền rủa của Hắc Long Vương, tất cả thuộc tính vĩnh viễn giảm xuống 50%, đồng thời không thể rơi ra, không thể giao dịch, không thể hủy hoại. Không hổ là ma khí, cho dù không dùng 10 kiện vũ khí cấp tinh kim và một kiện vũ khí cấp ám kim để hiến tế, chỉ là lực công kích được gia tăng đã cao hơn cả vũ khí cấp ám kim rồi, lực công kích tương tự với đại kiếm hai tay cấp ám kim. Thạch Phong cười hài lòng. Trảm ma kiếm cấp ám kim cấp 15 cũng chỉ có 183 điểm lực công kích, mà lực công kích của thâm viên giả lại có 211 điểm, mạnh hơn trảm ma kiếm quá nhiều, càng đừng nói là kỹ năng và thuộc tính khác đều có đề thăng nhất định. Nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ với kiếm một tay luyện ngục chi ảnh cấp ám kim cực phẩm cấp 20. Luyện ngục chi ảnh, kiếm một tay, cấp ám kim có thể thăng cấp 2 lần, trang bị cấp bậc 20. Công kích cộng 273 Lực lượng cộng 30 Nhanh nhẹn cộng 25 Sức chịu đựng cộng 22 Tốc độ tấn công cộng 2 Độ bền 110 trên 110 20% xác suất tạo thành 3 lần thương tổn 10% xác suất khiến thương tổn mà mục tiêu tạo thành giảm xuống 20% Kéo dài 30 giây Không thể cộng dồn Kỹ năng đi kèm luyện ngục chi lực Tốc độ tấn công đề thăng 100% Thương tổn đề thăng 30% Thời gian duy trì 15 giây, Thời gian cung đao 2 phút. Nhưng đây cũng là điều bất đắc dĩ, vũ khí trang bị cấp 20 so với vũ khí trang bị cấp 15 là đề thăng rất lớn. Cấp 20 là người chơi có thể tấn thăng cấp bậc nghề nghiệp bậc 1, cho nên vũ khí trang bị cấp 20 đều sẽ có đề thăng trên diện rộng. Lực công kích đề thăng không ít, nhưng muốn tiêu diệt quái vật của vòng thứ 6 thì sợ rằng vẫn chưa đủ. Thạch Phong biết chiến lực đề thăng không chỉ là dựa vào lực công kích, lực công kích đề thăng chỉ đại biểu cho công kích có đề thăng to lớn, mà chiến lược là thể hiện của số liệu có tính tổng hợp, như các thuộc tính lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, còn có kỹ năng vân vân, đều là chỉ tiêu quan trọng để đề thăng chiến lực. Cho dù lực công kích đề thăng 3-4 lần, nhưng điểm sinh mệnh của quái vật là gấp người chơi hơn 10 lần trở lên, nếu không thể né tránh công kích của quái vật, cũng là chuyện mấy đòn, cho nên đề thăng lực công kích cũng không thể gia tăng quá nhiều chiến lực. Một người chơi mạnh như thế nào, giống như thùng gỗ đựng nước, không phải nhìn sở trường, mà là khuyết điểm. Thế là Thạch Phong mở cột hệ thống, bởi vì Ukarut đã khai thông hệ thống quy đổi của chiến thần điện cho hắn, cho nên Thạch Phong có thể trực tiếp đổi ở bên trong hệ thống. Thạch Phong dùng 1.500 điểm công tích có được đổi một thanh vũ khí ám kim cấp 20, lại từ trong ba lô lấy ra 10 kiện vũ khí huyền thiết cấp 20. Vũ khí cấp huyền thiết ở trong kho hàng của công hội có rất nhiều. Mấy ngày nay, thạch phong và thủy sắc sắc phi thăng cấp ở mê thất chi địa mà bọn hắc tử cũng không nhàn rỗi một mực đang hạ phó bản 5 người cấp 20, vừa thăng cấp vừa đánh tài liệu và trang bị chuẩn bị cho công hội tiến quân hạ đại phó bản trăm người trong đó đánh ra không ít vũ khí trang bị cấp 20, có thể nói ở trong toàn bộ bạch hà thành vũ khí trang bị cấp 20 của linh dực công hội là nhiều nhất cho nên thạch phong chọn một số vũ khí huyền thiết cấp 20 thuộc tính không tốt lắm giữ lại cho mình dùng không ngờ hiện tại lại dùng đến. Sau đó Thạch Phong lại lựa chọn để thâm nguyên giả tiếp tục thăng cấp. Cấp 20 là một môn hạm trọng đại, giống như khi thâm nguyên giả lên tới cấp 10 vậy, sẽ có một đề thăng trọng đại, có thể vượt qua thí luyện tiếp theo hay không, cũng chỉ có thể xem thâm nguyên giả tấn thăng đến cấp 20 thế nào. Có điều lần cắn nuốt này rõ ràng khác với lúc tấn thăng đến cấp 15. Sau khi cắn nuốt tế phẩm, thâm nguyên giả cũng theo đó mà vỡ tan, phát ra tiếng trống giận dữ của cự long. Sau đó thiên địa cũng bắt đầu rung rẩy, thâm nguyên giả trong tay thạch phong cũng dãy ra, bồng bềnh trong không trung. Ầm một tiếng, thâm nguyên giả triệt để phát nổ, hóa thành một trận lốc xoáy màu đen, khiến tất cả đều biến thành tĩnh mịch. Sau khi lốc xoáy màu đen tiêu tán, bắn ra một thân ảnh to lớn, chính là hư ảnh của Hắc Long Vương mà Thạch Phong từng thấy, có điều so sánh với lần đầu tiên nhìn thấy, hư ảnh lần này đã rõ ràng hơn một chút, hơn nữa khí thế hủy thiên diệt địa cũng mãnh liệt hơn cho dù đối mặt với các vị đại lão trên vĩnh hằng vương tọa thạch phong cũng không kinh hãi như vậy đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hơn là những đại lão này không phóng thích uy áp cố ý thu liễm hắc long vương cao lớn mấy trăm mét lúc này không ngờ đang nhìn về phía thạch phong lộ ra một nụ cười lạnh có chút nhân tính sau đó lại tiêu tán biến về thâm viên giả rơi xuống trước người thạch phong cắm sâu vào trong cát chỉ có chui kiếm là lộ ra bên ngoài Thạch Phong đứng đờ hồi lâu mới vươn tay rút thâm nguyên giả ra. Bộ dạng của thâm nguyên giả lúc này đã có thay đổi lớn, cả thanh kiếm đều biến thành màu xám bạc, tử khí màu đen, tràn ngập ma tính, trên thân kiếm lúc ẩn lúc hiện một long văn màu đen, mà trên chuôi kiếm khắc một con cự long, còn có một sợi xích đen xì vấn vít trên chuôi kiếm, giống như là phong ấn nào đó. Có phải ta đã làm một việc không nên làm không? Thạch Phong nhìn điêu khắc cự long trông rất sống động trên chuôi kiếm, không khỏi cười khổ nói. Thạch Phong càng lúc càng thấy thanh kiếm Thâm Uyên Giả này thăng cấp cũng giống như nhân vật Truyền Kỳ Phúc đó nói vậy. Ma khí là một con dao hai lưỡi, không ngừng khiến ma khí hấp thu lực lượng, đồng thời nguyền rủa bên trong cũng đang trở nên mạnh hơn, người cầm nó sớm muộn gì cũng sẽ bị lực lượng của ma khí cắn nuốt. Lực lượng cường đại tới từ ý chí kiên trì. Đây cũng là đề nghị duy nhất của NPC Truyền Kỳ Phúc đưa cho Thạch Phong. Sau khi Thạch Phong nắm lấy Thâm Uyên Giả đã thay đổi bộ dạng hắn đã cảm nhận được đầy đủ lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong thâm nguyên giả, giống như thanh kiếm này là vật sống vậy, thậm chí khi Thạch Phong nắm thâm nguyên giả, trong lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được nhịp đập từ trong chui kiếm truyền tới. Giống như là cự long đang rít gào bên trong thâm nguyên giả, tùy thời muốn phá phong ấn lao ra vậy. Thuộc tính cường đại quá. Thạch Phong kiểm tra thuộc tính của thâm nguyên giả một chút, không khỏi thầm kinh tháng. Đây tuyệt đối là vũ khí lợi hại nhất từ phẩm chất sử thi trở xuống mà Thạch Phong từng thấy. Ngay cả Xí Hỏa Phi Tinh mà Thiên Tài rèn, đoán tạo tông sư cellula chế tác cũng phải kém hơn một bậc. Hiện tại thuộc tính của Thâm Nguyên Giả có gọi là vật phẩm ngụy siêu phàm cũng không đủ, chỉ cần đề thăng tiếp, sợ rằng không tới mấy lần, có thể tấn thăng đến trình độ cấp sử thi. Thâm Nguyên Giả, kiếm một tay ma khí. Lực công kích cộng 302. Toàn thuộc tính cộng 30. Tốc độ công kích cộng 10 Bỏ qua cấp bậc quái vật cộng 10, khi công kích có 40% xác suất tạo thành 2 lần thương tổn, có 15% xác suất tạo thành 3 lần thương tổn, có 20% xác suất tạo thành ách vận trớ chú, tất cả thuộc tính giảm xuống 40%, kéo dài 30 giây. Phàm là người nắm giữ nghề nghiệp kiếm sĩ, cấp bậc của tất cả kỹ năng cộng 3, cứ đề thăng một cấp sẽ đạt được thuộc tính tự do gia tăng 2 điểm. Trang bị cấp bậc 20, có thể thăng cấp, cắn nuốt 10 kiện vũ khí bí ngân cấp 25 và một kiện vũ khí tinh kim cấp 25, có thể thăng cấp đến cấp 25, có thể tiến hóa, không biết. Kỹ năng đi kèm thứ nhất, Huyễn ảnh sát, trong nháy mắt chế tạo ra một phân thân, có 70% thuộc tính và tất cả kỹ năng của bản thể, thời gian duy trì 40 giây, thời gian cung đao 5 phút. Kỹ năng đi kèm thứ hai, Thâm nguyên thúc vực, trói buộc kẻ địch không thể di động, sức phòng ngự đồng thời giảm xuống 100%, kéo dài 4 giây thời gian cung đao một phút. Kỹ năng đi kèm thứ ba, cửu đầu long trảm, trong nháy mắt chế tạo ra 12 ảo ảnh của thâm uyên giả, cung cấp cho người nắm giữ sử dụng, mỗi một kiếm ảo ảnh đều có thể tạo thành 40% thương tổn, thời gian duy trì 30 giây, thời gian cung đao 5 phút. Kỹ năng đi kèm thứ tư, ám thiên cuồng vũ, tạo thành 50% thương tổn cho mục tiêu trong phạm vi hình dùi 12 m phía trước, thời gian duy trì 30 giây, thời gian cung đao 1 phút kèm theo áo nghĩa truyền thừa hắc hoàng thương tổn bảo kích sau khi tạo thành đối với mục tiêu sẽ tính gột một tầng tử khí mỗi lần sử dụng một tầng tử khí đều có thể đề thăng hai phần trăm toàn thuộc tính một phần trăm tốc độ công kích và tốc độ di chuyển cho bản thân kéo dài mười giây hoặc là giảm bớt thời gian cung đao của một kỹ năng ba giây tối đa cộng dùng ba mươi tầng tử khí thời gian duy trì mười phút thời gian cung đao mười tám tiếng danh kiếm do danh tượng olexit dùng răng nanh của hắc long vương làm tài liệu tự tay đã tạo thành, là một trong 36 danh kiếm của thần vực, xếp thứ 31, có điều kiếm này bị Hắc Long Vương nguyền rủa, trừ có thể mang tới lực lượng của kinh người cho người nắm giữ ra, cứ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phản vệ người nắm giữ. Có điều do được dắt cải tạo, bỏ thêm tinh huy thạch, khiến lực lượng phản vệ giảm mạnh, nếu không thể áp chế phản vệ, người nắm giữ sẽ chịu nguyền rủa của Hắc Long Vương, tất cả thuộc tính vĩnh viễn giảm xuống 50%, đồng thời không thể rơi ra, không thể giao dịch, không thể hủy hoại. Không hổ là ma khí, quả nhiên không khiến ta thất vọng, ngay cả vũ khí cấp sử thi cũng cực ít có áo nghĩa truyền thừa, hiện tại còn chưa đạt tới trình độ cấp sử thi đã có rồi. Sau khi Thạch Phong đọc kỹ giới thiệu về áo nghĩa hắc hoàng, coi như là thở vào nhẹ nhõm, vấn đề thí luyện vòng thứ sáu đã không lớn. Áo nghĩa truyền thừa ở thần vực sơ kỳ là rất ít xuất hiện, đến thần vực trung kỳ mọi người mới có thể phổ biến có được. Áo nghĩa khác với kỹ năng bình thường, Kỹ năng nghề nghiệp mà thần vực cung cấp đều là kỹ năng đại chúng, không có đặc tính riêng biệt, hoặc là nói sử dụng cho người chơi để thích ứng kỹ năng, nhưng áo nghĩa thì khác, có thể hình thành thủ đoạn công kích đặc hữu cho người chơi, biến thành tự do hơn, còn có thể đề thăng chiến lực thêm một bước. Áo nghĩa bình thường nhất là tăng cường kỹ năng, ví dụ như tăng cường uy lực của kỹ năng hoặc là hiệu quả của kỹ năng phát sinh thay đổi, hình thành hình thức công kích tự do hơn. Trong đó áo nghĩa cao cấp không chỉ sẽ thay đổi kỹ năng còn có thể đề thăng thuộc tính nhất định mà áo nghĩa hắc hoàng thuộc về loại này. Nếu người khác nhìn thấy thuộc tính của thâm nguyên giả, chắc sẽ trợn mắt há hốc mồm, muốn đoạt lấy làm của riêng. Giống như Minh Phủ một mực thu thập các loại vật phẩm cường lực, không từ thủ đoạn. Xã hội hiện tại, trò chơi ảo đã trở thành một trong các loại giải trí chủ lưu của thế giới. Mà sự xuất hiện của thần vực lại chiếm địa vị chủ đạo tuyệt đối, cơ hồ gần một nửa thời gian của người thường đều sẽ sinh hoạt trong thần vực. Cho nên các người chơi đều muốn có cuộc sống tốt hơn trong thần vực, cũng muốn có thể diện hơn một chút. Dẫu sao sinh hoạt trong thần vực giống như một đoạn nhân sinh khác của mình. Có điều sinh hoạt này đơn giản hơn thuần túy hơn. Đó chính là vũ khí trang bị, thế lực vân vân. Có thể nói sự theo đuổi của người chơi đối với vật phẩm ảo đã không thua gì sự theo đuổi của nữ tính đối với xa xỉ phẩm. Dẫu sao vũ khí trang bị cường lực ở trong mắt một người chơi bình thường chính là đại biểu cho thực lực vũ khí trang bị đẹp mắt hoa lệ công kích khiến người ta kinh thán đây đều là thứ mà người chơi bình thường khác rất hâm mộ vũ khí trang bị cực phẩm chính là tượng trưng cho cường lực đảng của thần vực vô số người chơi đều đang theo đuổi đây cũng là vì sao không ít người chơi nguyện ý tiêu tốn mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn điểm tín dụng để mua những vũ khí trang bị cường lực này càng đừng nói con cháu nhà giàu sinh ra đã ngậm thì vàng vì một kiện vật phẩm cường lực tiêu tốn mấy trăm vạn điểm tín dụng cũng không có gì to tác cả bởi vì vũ khí trang bị cường lực có thể mang cho họ khoái cảm nghiền ép người khác. Nếu là ma khí như Thâm Nguyên Giả, ra cái giá trên trời ngàn vạn cũng không phải không thể, Thạch Phong nhớ rõ sau khi thần vực mở ra một năm, một lần trên hội đấu giá ở thế giới trong thực tại, đấu giá một kiện vật phẩm cấp truyền thuyết, chính là bán ra với cái giá ngất ngưỡng hơn 6 ngàn vạn điểm tín dụng, khiến cả thế giới khiếp sợ. Có điều không lâu sau, người bán vật phẩm cấp truyền thuyết đã thiệt to. Vật phẩm cấp truyền thuyết Toàn bộ thần vực cũng không có bao nhiêu kiện, mỗi một kiện đều là vũ khí cấp chiến lược của công hội, nói không chừng có thể khiến một người chơi hoàn thành tấn thăng nghề nghiệp bậc 4 hoặc là bậc 5, mà giá trị của một cường giả nghề nghiệp bậc 5 chính là vượt qua mấy chục ức thậm chí mấy trăm ức điểm tín dụng. Bởi vì có một vị cường giả bậc 5 sinh ra, sẽ có vốn liếng để một công hội lại đi chiếm lĩnh hai ba tòa thành thị có hơn trăm vạn người khẩu, mà lợi ích một tòa thành thị hơn trăm vạn người khẩu mang đến, không phải là ngàn vạn điểm tín dụng có thể so sánh, thậm chí ngay cả số lẻ của số lẻ cũng không đến. Đương nhiên Thâm Nguyên Giả hiện tại vẫn không có vũ khí cấp truyền thuyết, thậm chí ngay cả thuộc tính cơ bản của vũ khí cấp sử thi cũng rất ít, có điều lại là thứ Thạch Phong cần nhất. Đối với Thạch Phong hiện tại mà nói, điều mong muốn nhất không phải đề thăng mấy chục tới hơn trăm thuộc tính, mà là kỹ năng, áo nghĩa Hắc Hoàng vừa hay có thể bù đắp. Không ít kỹ năng Thạch Phong học tập cũng rất cường đại. Có điều lại có một khuyết điểm trí mạng, tuy có sức bùng nổ lại không có tính kéo dài, có lẽ đối với hạ phó bản, nghiền ép người chơi trang bị không ra gì thì không có vấn đề. Dẫu sao giao thủ với người chơi trang bị không ra gì, ngay cả một bộ kỹ năng cũng không dùng cũng vẫn có thể kéo đi, hoàn toàn là tiết tấu nghiền ép, căn bản không cần kỹ xảo gì, mà hạ phó bản có MT trắng ở phía trước, phía sau lại có trị liệu, cũng có người khác phụ trợ, chỉ cần cầm chân và công kích là đủ rồi. Nhưng nếu đơn độc đối mặt với quái vật hoặc là người chơi có thực lực tổng hợp mạnh hơn mình không ít mà nói, cứ một mực bùng nổ mà thiếu sức dẻo dai, vậy thì chính là bị chà đạp, giống như lúc trước cao thủ thích khách Tuyệt Thiên đánh lén Thạch Phong, bùng nổ xong bị Thạch Phong phá giải, tiếp theo cũng chỉ có thể chạy thoát thân. Hoặc là có biện pháp nhắm vào nhược điểm của đối với địch nhân, bằng không thì chắc chắn sẽ phải chết. Sau đó Thạch Phong lại suy nghĩ hơn 2 giờ, cuối cùng cũng nghĩ ra hình thức sử dụng áo nghĩa hắc hoàng để chiến đấu đối với vượt qua thí luyện vòng thứ sáu mấu chốt lại có thêm mấy phần tự tin để ta xem quái vật gì của vòng thứ sáu là gì đi thạch phong mỉm cười vươn tay ra điểm lên màn hình của hệ thống bắt đầu vòng thí luyện tiếp theo trong vĩnh hằng vương tọa chư vị đại lão ở đây đều nhìn thấy tình huống bên trong thập nhị thí luyện đối với việc thạch phong không ngờ lại nắm giữ đều biểu hiện ra vẻ rất khiếp sợ tiểu gia hỏa không tồi ngay cả kiếm sĩ bậc một cũng không phải không ngờ cũng có thể nắm giữ ma khí, hơn nữa còn giải phóng đến loại trình độ này. Người nắm giữ ma khí, người điều khiển dị hỏa, hơn nữa trên sức nắm giữ của bản thân rõ ràng đã nhập môn, lại có tạo nghệ nhất định, đúng là khiến chúng ta liên tục kinh hỉ. Đúng rồi, ma khí và dị hỏa còn chưa tính, nhưng trên sức nắm giữ bản thân lại có thể đạt tới trình độ này, ngay cả rất nhiều nghề nghiệp bậc ba cũng không đạt được, xem ra vòng thí luyện thứ sáu là không có vấn đề, tiềm lực lớn như vậy, nếu hắn ở đoạn thời gian về sau, nói không chừng có thể thông qua vòng thí luyện thứ bảy, đúng là đáng tiếc. Sức nắm giữ nhập môn trong miệng đại lão NPC cũng chỉ là có thể phát huy ra 50% chiến lực của bản thân mà thôi, những đại lão NPC này căn bản không biết thạch phong đời trước chính là kiếm vương đỉnh phong bậc 3, có thể phát huy ra 80% chiến lực của bản thân. Nếu không phải vấn đề tố chất thân thể dẫn tới đại não không được khai phá tốt, còn có vấn đề trang bị của bản thân, Thạch Phong đã sớm là kiếm đế bậc 4 rồi. Có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai mà ngờ được vô tận thâm nguyên lại bị phá nhanh như vậy. Có tiếc cũng đành chịu, những lão gia hỏa chúng ta vẫn chuẩn bị một chút đi, bằng không chờ lát nữa nắm xương già cũng mệt tới gãy đó. Các vị đại lão trên vương tọa màu bạc đều công nhận tiềm lực của Thạch Phong, có điều đối với chuyện vượt qua được vòng thí luyện thứ bảy thì đều không ôm hy vọng, bởi vì vòng thí luyện thứ bảy đã có hơn một ngàn năm rồi không ai vượt qua được. Trong thập nhị thí luyện, sân bãi vòng thí luyện thứ bảy thạch phong tiến vào là một động cuộc nham thạch nóng chảy, có chút giống với viêm thần động cuộc, có điều hỏa nguyên tố nơi này thuần túy nồng đậm hơn, nham thạch nóng chảy chảy ùn ụt xung quanh thạch phong, nhiệt độ của mặt đất đủ để nướng chín người ta. Nếu không phải thạch phong có 20 điểm kháng lửa, có thể miễn dịch nhiệt độ của loại trình độ này, người chơi bình thường còn chưa chiến đấu chỉ sợ đã nửa chết nửa sống rồi. Ngay khi Thạch Phong vẫn chưa kiểm tra xong địa hình, một con đại xà dài hơn 20 mét cả người đều bị hỏa diễm bao bọc từ bên trong nham thạch nóng chảy chui ra. Viêm ma đại xà, tinh anh đặc thù, cấp 20, điểm sinh mệnh 15 vạn. Cho dù Thạch Phong không biết con viêm ma đại xà lợi hại tới mức nào, nhưng Thạch Phong biết con đại xà này khẳng định là có kháng tính rất cao với công kích hệ hỏa. Mượn ngươi thử vũ khí mới của ta đi. Thạch Phong mỉm cười, từ bên hông rút ra thâm nguyên giả và luyện ngục chi ảnh, hắn không trực tiếp xông lên, đó là chuyện mà thất phu mới làm cao thủ đều là tìm hiểu đối thủ trước nghĩ rồi sau đó mới động cho nên thạch phong đứng tại chỗ lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của viêm ma đại xà làm quen với phương thức hành động của viêm ma đại xà có điều viêm ma đại xà cũng không phải ngu ngốc rõ ràng là mạnh hơn thạch phong rất nhiều lại có điểm sinh mệnh hùng hậu căn bản sẽ không cho thạch phong thời gian để nghiên cứu mình há to miệng từng quả cầu lửa bay về phía thạch phong bước chân thạch phong khẽ động trong nháy mắt đã để lại một đạo tàn ảnh, dễ dàng né tránh được những quả cầu lửa này. Có điều Viêm Ma đại xà lại không chịu thôi, vẫn không ngừng phun ra quả cầu lửa oanh kích thạch phong. Một lần năm ba quả không được, lại phóng ra hơn 10 quả, nhiều chi chít. Không chỉ có thể làm thương tổn kẻ địch còn có thể khiến cho kẻ địch không thể tới gần, loại hình thức công kích công thủ kim bị này, chỉ sợ người chơi bình thường vừa đối mặt đã bị hơn 10 quả cầu lửa bắn chết, có điều Thạch Phong lại khác, không lùi mà tiến không có một chút chật vật nào, ngược lại giống như múa trong lửa, thoải mái tự nhiên. Có điều khi Thạch Phong tới gần viêm ma đại xà còn 20 mét, đơn thuần muốn né tránh đi tới là không thể. Thời cơ công kích cũng nắm giữ ổn rồi, hiện tại xem sự lợi hại của vũ khí mới đi. Thạch Phong nhìn viêm ma đại xà trong miệng không ngừng phun ra quả cầu lửa, cười thầm trong lòng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.